Nhiều anh em bảo là một đời ta muôn vàn đầy nó đây, dán làm gì cho nó tốn tiền. Như đây trên một chiếc xe Hyundai Tucson thì gần tỷ bạc, cả tỷ bạc. Thì anh em đừng tiếc làm gì 1-2 triệu để bỏ ra dán cái bộ PPF này làm gì. Bởi vì ví dụ như con Hyundai Tucson này ấy, nó khá là nhiều cái chi tiết bóng. Đấy, màn hình kia này, màn hình đây này, cái chi tiết này mình thường ấn thường xuyên này, khu vực điều khiển ở trên này thì nó là các cái chi tiết bóng, nó cực kỳ dễ xước. Và hai, ví dụ như là cái khu vực cần số này như thế, đây các cái chi tiết, đây toàn bộ các chi tiết bóng hết, để chìa khóa cụm nước này, đấy các cái thao tác ví dụ như là ấn nút số này, ấn số này, phanh tay cũng ở trên này, đây các nút điều khiển cũng ở đây, các cái chi tiết bóng hết. Thì cái dòng này thì nó cực kỳ dễ xước. Thì anh em đừng tiếc là 1-2 triệu bạc mà bỏ tiền ra để dán bộ PPF. Lần trước có anh em bảo là một đời ta muôn vàn đời nó thì dán làm gì cho tốn tiền. Không phải đâu ạ. Anh em mà giữ được cái nội thất trong xe mà cực kỳ đẹp, nhìn chiếc xe nó cực kỳ chất luôn. Chứ anh em tiếc gì cả xe cả tỷ bạc thì em không nên tiếc là 1-2 triệu anh em dán cái này. Đấy. Anh em nào sử dụng cái dòng xe mà có cái chi tiết bóng thì nên tham khảo những cái bộ PPF nội thất này anh em nhá.